có phải cá ngựa đực biết sinh con không? Cá ngựa con đang đi chơi cùng với các bạn cá khác. Cậu tự hào nói, tớ do bố sinh ra đấy. Các bạn đều cười nói, cậu nói xạo, bố làm sao mà sinh con được? Cá ngựa con cố gắng giải thích, tớ không có xạo mà. Phía trước bụng của bố tớ có một cái túi, mẹ tớ đẻ trứng vào trong đó. Đợi tới khi trứng nở, bố mới mở túi để chúng tớ chui ra ngoài. Con cá ngựa dễ thương á. Con cá ngựa mà cái bụng to nên cá ngựa gì? Con ngựa đực. Cá ngựa bố á. Con mấy bạn này sao? Em có biết ngoài cá ngựa trong giới tự nhiên con có những ông bố tuyệt vời khác như chim cánh cụt hoàng đế, bò nước cũng biết ấp trứng để sinh con. Rồi xong, cực ngắn luôn. Cầm điện thoại xích rắc luôn.